Mở đầu bản tin sẽ là thông tin về thời tiết trên biển. Do cơn bão Chami đang tiến gần về đảo Luzon của Philippines, nên hoàn lưu của bão gây ảnh hưởng đến vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, khiến khu vực này có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 14. Sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Còn trong đêm nay và ngày mai, do tác động của không khí lạnh tăng cường, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh ở mức cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét. Với đất liền các tỉnh thành miền Bắc, lúc này thì do nằm sâu trong khối không khí lạnh nên mưa đã hết, trời tạnh và gió đông bắc thổi, không khí mát mẻ. Trong ngày hôm nay thì không khí lạnh tiếp tục dồn xuống, Bắc Bộ trời nhiều mây trong buổi sáng, đến trưa và chiều thì trời tạnh ráo, dần chuyển sang nắng nhẹ. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay chỉ từ 27 đến 30 độ. Đến tối và đêm nay thì không khí lạnh dồn xuống mạnh hơn, miền Bắc trời chuyển ít mây, giảm nhiệt do không khí lạnh và do phát xạ. Nền nhiệt đêm ở khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ giảm còn từ 17 đến 19 độ. Khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ giảm còn từ 20 đến 22 độ. Với khu vực Trung Bộ ngày hôm nay thì các nhiễu động gió đông đã yếu dần đi nên vùng mưa vừa mưa to sẽ thu hẹp lại, chủ yếu chỉ còn tập trung ở khu vực các tỉnh thành từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, lượng mưa thì cũng giảm hơn, phổ biến là từ 20 đến 50 mm. Các khu vực khác của miền Trung thì có mưa ít hơn, dưới 15 mm. Vừa có mưa, vừa có tác động của khí lạnh nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi chỉ từ 27 đến 30 độ. Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận nhiệt độ từ 29 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay vẫn có mưa dông nhiều do tác động của giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Nam Bộ. Thời gian mưa thì vẫn tập trung chủ yếu về chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Dự báo nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên sẽ phổ biến từ 27 đến 30 độ, còn tại Nam Bộ là 29 đến 32 độ. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.